Hải xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn, mình đã quay trở lại với kênh của Hải. Và Hải rất vui gặp lại tất cả mọi người ở một video clip tiếp theo. Hôm nay là ngày 25 tháng 5 2023. Về hiện tại bây giờ là 8 giờ tối thì Hải đang có mặt tại con đường Lê Lợi. Thì mời tất cả mọi người hôm nay cùng đi dạo cũng như là ngắm những cái hình ảnh đẹp nhất Sài Gòn của ngày hôm nay Hải muốn gửi tới quý vị và các bạn mình cùng xem nha. Phía trước có mọi người là Bùng Binh Kia Liễu. Thì hôm nay thì hành trình của mình là sẽ đi từ đại lộ Lê Lợi mình về chợ Bến Thành và đi về quanh khu vực phía trước của chợ Bến Thành nha mọi người. Về đêm thì Sài Gòn rất là đông và nhộn nhịp mọi người ạ. Tối ngày hôm nay là Hải thấy là khá là nhộn nhịp luôn, lượng xe qua lại rất là đông. Thì Hải thấy bên phố đi bộ thì cũng đang dựng một cái rạp rất là lớn, không biết là sẽ tổ chức cái chương trình gì thì mình cùng chờ đợi xem đến cuối tuần xem thế nào nha. Hôm nay là ngày thứ 5 rồi, thế là chỉ còn vài ngày nữa thôi. Một cái chương trình, một cái rạp cực kỳ lớn luôn. Lượng xe đi lại, ô, cái góc này nó đẹp chưa mọi người này. Nhìn nó như thế bên nước ngoài, nếu mà thay vào xe Honda và xe ô tô là nó là góc view cực kỳ đẹp luôn. Tối ngày hôm nay thì Hải sẽ gửi mình, mình sẽ tạm xa những cái chỗ mà đang cho thuê mặt bằng với nó không được đẹp cho lắm nhá. Hôm nay thì thấy lượng người đổ về phố bộ rất là đông nha. Đây một góc view chiêu chiêu rất là đẹp. Bây giờ mình cùng qua đường và đi hướng về chợ Bến Thành. Coi như là tối ngày hôm nay là mình đi dạo đi để mình có thể nhìn ngắm Sài Gòn đẹp nhất về đêm qua cái màn hình nhỏ có điện thoại của Hải nhé. Đây thì bây giờ mình cùng đi dạo mọi người. Hải phần thích nhất là cái ngay chỗ góc khách sạn Rex nha mọi người, rất là đẹp luôn, nhìn cực kỳ đẹp luôn. Như đầu video Hải có quay cho mọi người đấy, nó mới vừa sửa lại lên đêm nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều so với ban ngày luôn đó. Những cái backdrop này rồi những cái ba biển, những cái tờ quảng cáo dán trên kính nha mọi người, nhìn rất là nổi bật luôn. Ở trên này mà lên uống cà phê hay ăn uống ở đây thì cũng đẹp, nhưng mà chỗ này nó khá mắc luôn đó. Thì ngày hôm nay thì Sài Gòn mới mưa nha mọi người, nên mà có thể thấy là khu vực này đang còn nước đọng lại ở khu vực đây. Mưa lúc khoảng 3 giờ chiều, nhưng mà hôm nay thì mưa thời gian khá là ngắn, còn những chỗ khác thì không biết. Chứ quận 1 với quận 3 này mưa đâu khoảng 15-20 phút thì đấy, sau đấy ngớt mưa luôn mọi người ạ, không còn mưa nữa. Chỉ mưa xô tan thì cái nắng nóng một xíu thôi, sau đấy lại trả lại cái không khí nó rất là dễ chịu luôn cho mình. Thứ nhất là mình đi dạo rồi, thứ hai đi làm nữa cũng thoải mái, không nắng nồi bực dọc mọi người. Đây, mọi người nhìn xem những cái chỗ công cộng cái này mà không hiểu là sao nó vé bậy vời lên đủ kiểu này. Nhìn mắt hình tượng quá, những cái trụ điện mà cái này thì nói chung là không riêng Việt Nam mình đâu, nước nào nó cũng vậy. Nghệ thuật đường phố, không biết là nghệ thuật đường phố hay nghệ thuật phá hoại nữa. Hôm nay thì đang mấy ngày hôm nay đang chiếu phim mới giới thiệu tại khu vực này, mọi người nhìn qua xem nào.
mới lên Quế Phiếu vào 19 tháng 5, cách đây khoảng 10 ngày rồi. Cho nên thì mình có cả rất là nhiều các ngôi sao nổi tiếng ấy, tại khu vực này. Cái này thu hút hết là vé tại phòng vé chắc lật mặt là có Lý Hải, giờ này chắc cũng ngớt khách rất là nhiều. Khu vực này Hải rất thích đi vào bên trong này mọi người, nhìn không gian nó rất là sang trọng và đẹp luôn á, phối cảnh nhìn nó sang lắm. Bên này dưới thì có nước dốc rách chảy này. Quần áo với đồ chỗ này nói chung là so với thu nhập của mình thì nó khá là cao luôn. Thường thường thì Hải cũng hay chỉ mặc đồ chợ thôi, đi nếu không có tiền là cũng như là không có nguồn thu nhập cao nên mà có thể vào bên trong để chọn mua được. Quần áo sang trọng Dior UC. Đây, tối ngày hôm nay thì Hải thấy lượng người đi lại rất là đông nha. Không biết là mua sắm thì tình hình mua sắm thì nói chung là nó cũng giảm bớt so với mấy năm trước rất là nhiều. Đây mọi người, trước là hiện tượng chào bán hàng rong này, và chào khách để mà mời chào. Cái này thì nó không thiếu luôn, quanh chợ Bến Thành cũng như là những cái khu trung tâm du lịch như chỗ này vậy, mua sắm vậy, mời chào du khách nước ngoài để mua đồ. Dạo này thì thất nghiệp nhiều quá nên nhiều người nghỉ công ty phải chạy Grab, thấy Grab khá là nhiều luôn á, cực kỳ nhiều luôn tại những cái điểm trung tâm Sài Gòn đấy mọi người, thì thấy đấy là hãy nhìn đâu khoảng 7-8 người rồi. Đôi khi họ nước ngoài không biết là đi gì tại khu vực đường này luôn á. Cái hè ở đây thì nó hơi xấu ấy, mà xe cộ đi lại nó nhiều, gạch nó vỡ hết rồi. Đi lại chỗ này nó cũng khó hơn. Bên Sài Gòn Square thì giờ này vẫn còn mở cửa này, nhưng mà có vẻ một số dân hàng họ cũng đóng cửa đấy. Đây chỗ này dân hàng một cái gì này, dọc này nó một số dân hàng đóng cửa đó. Còn ở phía bên đường á, nếu mà mình đi ban ngày thì nó sẽ đẹp hơn mọi người. Đi hướng ở đây ban đêm thì nó bị hạn chế cái tầm nhìn, cái góc cao cũng như là nó tối á, mình không xem hết được. Ban ngày mình xem có mây xanh rồi nó đẹp lắm. Nói chung là khu vực này mình phù hợp đi ban ngày hơn. Nếu mà đi góc đẹp nhất, đi lên như thế này thì mình tầm khoảng 9 giờ sáng là đi góc này cực kỳ đẹp luôn. Rồi nhìn nó dãy nhà thì nhìn nó cũ kỹ vậy thôi, nhưng mà đi lúc lên hình rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn đó mọi người ạ. Với cũng lại khu vực này thì nó cũng hạn chế cái biển cho thuê nhà hơn so với đoạn dưới kia rất là nhiều. Cái này thì có vẻ là chưa thấy nâng cấp nên nhìn nó còn hơi kiểu cũ cũ, nó bị xuống cấp rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi dạo ra bên trước có thủ trưởng Quách Thị Trang.
rồi đi qua metro ấy mọi người. Hôm nay thì mình sẽ đi một cái hành trình rất là dài, khoảng 20-30 phút gì đấy. Hải cũng rất mong mọi người có thể xem đến cuối video nha. Thì hôm sau hình như Hải nghe nói là bọn chúng đã tái lập lại cái đường này cho xe chạy mới sao á. Thấy hôm qua là thoáng qua thôi, mình cũng không xem kỹ nữa. Đây, khu vực này xe đi nhiều quá, bây giờ mình cùng chờ một xíu đến mình qua đường nha. Chợ Bến Thành thì mới được sửa và cũng như là trang điểm, tô điểm lại rất là đẹp luôn. Về nói chung là về đêm thì nó không đẹp nhưng về ngày thì Hải thấy là nó rất là đẹp. Vì đêm ngày trước là có hệ thống đèn LED, nó sáng, khu vực này nó nhìn nó bắt mắt lắm. Nhưng mà bây giờ thì đã bỏ rồi, chỉ còn có mỗi ở chợ ba chữ chợ Bến Thành thì đang có hệ thống đèn thôi. Bây giờ mình đi dạo này thôi, đôi khi người nước ngoài nó khi còn nhiều hơn người Việt Nam mình luôn á. Thực sự là nó vậy luôn. Đây thì Hải đang đứng ngay đây là cổng trường Bách Thị Trang Phú ấy. Bên này là cái cửa đi xuống hầm metro này, nhưng mà đang trong quá trình làm và chưa xong và chưa hoàn thiện, đang phủ bạc. Đấy, cho điểm này thì điểm là thu hút được rất nhiều giới trẻ tới nha mọi người. Nhảy rồi hát rồi đú. Bây giờ mình sẽ đi dọc đường này một xíu. Cái chỗ này thì chắc cũng phải bố trí lại thôi chứ Hải thấy nó đi lại nó hơi bất tiện. Du khách nước ngoài đi lại rất là đông. Đi cái hướng này là mình sẽ về cả phố Tây Bùi Viện đấy. Chắc trong này thì mình muốn qua được đường không? Đi ngay một xíu. Thì cuối cùng thì mình cũng qua được đường nhỉ mọi người. Cũng rất là cực. Chỗ này phía bên trên kia như nó có một nhóm nhảy hay sao hôm nay Hải thấy là tập trung rất là đông nhé tại khu vực này, các đôi rồi các cái nhóm nhảy hay ra đây nhảy lắm. Còn khách nước ngoài thì họ đi như thế này là sẽ ra đến phố Tây Bùi Viện đấy. Hôm nay đường thì rất là đông. Phía bên này cũng vậy. Và tòa nhà này đến bây giờ thì đã tắt điện hết rồi mọi người, tắt hoàn toàn luôn rồi, không còn một cái ánh đèn nào sáng luôn á, chỉ có ánh đèn đường chiếu vào bên trong thôi. Không biết là bao giờ sẽ được làm trở lại nữa. Không biết là khu vực này quy hoạch lại thì có còn được để cho cái không gian cho mình vui chơi đây nữa không, hay là cho xe lưu thông luôn. Bây giờ mình cùng chờ đón xem sự thay đổi nhé.
Hôm nay Hải cũng mới nhận được một cái thông tin mới nha mọi người, đó là điều chỉnh đường ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh từ 2 chiều thành 1 chiều. Thì bây giờ mình cùng vào nội dung chi tiết và cụ thể xem thế nào nha. Theo cụ thể thì đường Nguyễn Bình Khiêm sẽ được điều chỉnh thành đường 1 chiều hướng từ đường Nguyễn Đình Chiếu đến đường Nguyễn Minh Khai, thay vì đường 2 chiều thì sẽ đổi thành 1 chiều trong phạm vi đoạn nắm giữa các tuyến đường này. Nói chung ở cái khu vực đấy thì Hải thấy làm đường 1 chiều là phù hợp mọi người, cũng như là phù hợp cho xe cũng đi lại, đường nó cũng hơi xấu, đi lại thì nó cũng hơi bất tiện. Rồi tiếp theo tới là đến con đường Chích Xin giao nhau với đường Phạm Ngũ Lão là ngay ở phía trên này một xíu này. Từ đấy xin được phạm một đường Phạm Ngũ Lão từ đường 2 chiều cũng thành hướng từ 1 chiều từ đường Phạm Ngũ Lão đến đường Trần Hưng Đạo luôn. Thì có nghĩa là chạy đường Trần Hưng Đạo đây luôn mọi người này, để chắn ngay đường kia thành đường 1 chiều thôi. Rồi tiếp tới đường Đinh Tiên Hoàng sẽ cấm xe rẽ trái qua tuyến đường Lê Duẩn. Và từ 6 giờ cho đến 8 giờ ngày và từ 16 giờ đến 19 giờ mỗi ngày, đường Lê Duẩn tới đoạn đường Nguyễn Bình Khiêm đến đường Đinh Tiên Hoàng cũng sẽ lắp đặt giải phân cách 100m để ngăn xe lấn làn trái. Tiếp theo đấy là đoạn cầu Ba Son, Thủ Thiêm 2 ấy. Cơ quan chức năng sẽ bổ sung một số tín hiệu đèn giao thông như đường Nguyễn Hữu Cảnh, đường Tôn Đức Thắng và bố trí một số đèn pha thời lượng phù hợp cho giao thông và có những đoạn khoảng cách 300m thì nhánh bên hông của cầu Thị Nghè cũng được điều chỉnh thành một chiều hướng đường Nguyễn Hữu Cảnh và Vinhome. Thì ở bên cạnh đấy còn điều chỉnh giao thông một chiều đường Ích Xin giao của sở giao thông vận tải cho mở rộng vạch sơn dành cho người đi bộ và khu vực giao lộ mới ở cổng trường Quách Thị Trang từ 3m lên 5m, kéo dài giải phân cách từ tiên đường Lê Lai đến đường từ đoạn đường Phan Chu Trung đến đường Trương Định. Ngoài ra còn kéo dài giải phân cách tìm theo bốn hướng phía lộ đường Lê Lợi, Hàm Nghi, Trần Hưng Đạo, Lê Lai được bố trí đảo bề rộng 1m và dài 5m, kết cấu lắp đặt các hệ thống bánh xe và các những hàng rào hướng dẫn quanh tiểu đảo để nhận diện nhằm nơi trú chân và giải khoảng cách cho người đi bộ. Thì cái thông tin này Hải cũng mới vừa nhận được, cũng đọc cho mọi người biết về cách bố trí lại những cái khung đường từ đường 2 chiều thành đường 1 chiều để thuận tiện cho quá trình đi lại cũng như là tránh gây ùn tắc giao thông, cũng điều chỉnh luôn cái làn đường cho dành cho người đi bộ nữa mọi người, rất là hay. Bây giờ mình cũng qua đường một xíu nhé, rồi mình nói tiếp, lại xe cổ đi lại ghê quá. Bây giờ thì mình sẽ vào khu vực phía trời để quay cho mọi người xem. Chắc cũng lâu rồi, Hải không quay cho mọi người, phải đến gần tháng nay rồi. Khu vực này thì qua đường nó hơi khó, đường nó không có đèn báo hiệu mọi người. Khi muốn sang đường mà xe nó chạy ghê thật, không mọi người thấy không, sang đường sợ thật đấy. Đây khu vực ở giếng trời này có một cái khuôn viên rất là rộng để phục vụ cho mình vui chơi này, đi lại này, sinh hoạt cộng đồng tại khu vực này rất là thuận tiện. Rồi tập thể dục, đi bộ. Đây, một cái công viên, một cái nói chung là ban ngày thì nó khá là nắng nóng luôn đấy, nhưng mà về đêm thì nó là một cái nơi lý tưởng để cho mình sinh hoạt nơi công cộng. Từ ngày trả được cái mặt bằng đây thì Hải thấy là con đường Lê Lai nó là
tương đối là nhỉnh một xíu thôi, nó đỡ hơn rất là nhiều so với cách đây khoảng một năm trước khi mặt bằng và lô cốt ở khu vực này chưa được tháo. Em thấy rất là đẹp luôn, những khách sạn nó cũng được trang trí và sửa lại rồi. Này thì từ giờ đến cuối năm thôi, nó mọi người sẽ thấy nó khác hoàn toàn luôn, thay đổi toàn diện cho khu vực này. Hỏi thấy là nó rất là đẹp luôn đấy, không gian đi bộ đây thoải mái, sạch sẽ, thoáng đãng, có các thùng rác, bố trí thùng rác cũng như là có ghế cho mình ngồi. Ghế thì phía bên ngoài đường Trần Hưng Đạo thì vẫn chưa có, chỉ có tại cái ghế hướng bên này thì mọi người thấy đấy, một hai cái cũng như là có hai cái thùng rác nữa. Rất nhiều người hiếu kỳ đang tới xem giếng trời thì bây giờ mình cũng đi qua xem phía bên dưới của giếng trời một xíu này nha. Thôi thì mọi người xem kênh của Hải chắc cũng xem nhiều rồi. À thôi, cũng một số bạn mới nữa tới thì mình cùng xem một xíu tại cái giếng trời này, nó cũng không có cái gì đặc biệt đâu. Cái này thì chắc là cuối năm thì cho mình trải nghiệm thì sẽ đi xuống nhiều hơn. Từ cái ngày mà trả mặt bằng thì mọi người thấy là cái khuôn viên nó rất là đẹp luôn, sang trọng. Ui, nhìn sang, mọi người nhìn này, cái góc này nó rất là đẹp luôn. Đó, đây là khách sạn này, một khách sạn là nằm ngay đường Lê Lai, nếu mà mọi người mà đi chơi rất là thuận tiện luôn đấy ạ. Thuận tiện chợ Bến Thành, giáp chợ Bến Thành cách khoảng 50m, cách phố đi bộ khoảng 700m thì đấy. Cách phố Tây Bùi Viện cũng tầm khoảng 700m nữa. Ui, đúng là thuê những khách sạn cho khu vực này thì thuận tiện việc mình đi chơi lắm. Và nếu mình ở lâu dài thì mình chọn những cái khách sạn nó bình dân thôi, cũng như là nó nằm trong hẻm á, thì nó giá thành nó sẽ rẻ hơn, nó rơi vào tầm khoảng 300-400 ngàn một đêm thì thoải mái thôi. Mình ở thì ít thôi, còn mình đi chơi là nhiều mà. Còn dọc đường Lê Lai này được khoảng 500m thì Hải thấy là bây giờ còn một căn này, hai căn đang cho thuê nhà thôi, ba căn, toàn bộ là ba căn. Có khách sạn này đang sửa này mà Hải thấy cũng khá lâu rồi, cũng như là những cái cửa cuốn á, cái cửa nó mọi người thì nó vẽ bậy lên nhiều quá, nhìn nó cũng tương đối là xấu và ảnh hưởng tới thẩm mỹ tại tuyến đường này. Thứ nhất là đường nó đã cũ rồi, những cái nhà nó đã cũ rồi, thêm vẽ bậy vào nữa nó tương đối là ảnh hưởng. Cái góc này nó hơi nó mọi người, nhưng mà thuê thì nó cũng khá giá khá là chát đấy. Tháng bây giờ là khoảng 600-700 triệu đến 1 tỷ. Bây giờ mọi người không nghĩ xem, bây giờ nếu mà kinh doanh thì kinh doanh cái gì mà tháng để mà có thể lấy đủ tiền mặt bằng, Hải thấy khó lắm. Cái đấy thì mình chỉ thuê và mình quảng cáo thương hiệu thôi thì được, nhưng mà thực sự là bây giờ kinh doanh khách thì ít. Bây giờ thì người ta có khách nhiều nhưng mà bây giờ kinh tế nó khó khăn thì người ta cũng hạn chế mua bán lại rồi. Nó không được giống như ngày trước nữa. Thì bây giờ mình cùng đi hướng về chợ Bến Thành nha. Thì quanh chợ Bến Thành một xíu về chợ đêm xem các cái tiểu thương tại phía bên hông của chợ Bến Thành xem là đã mở cửa trở lại chưa. Anh thấy là đóng cửa mấy ngày hôm nay rồi. Khu vực này mọi người này, những cái cây này nở hoa rồi, rất là đẹp. Hôm trước thì nhìn nó hơi khô khan một xíu, nhưng đến bây giờ thì đây hoa được nở nhìn rất là đẹp, cũng thấy chăm sóc rất là kỹ á mọi người, thì mới có thể được nở những cái bông hoa đẹp như thế này. Về du khách thì người thì đi về phố Tây, người thì đi về phố đi bộ Nguyễn Huệ. Nói chung là mọi người đi một xíu. Thường thường người ta tới Hồ Chí Minh người ta ở tầm khoảng 3 đến 5 ngày thôi, sau đấy họ sẽ chuyển và đi du lịch khác nữa như Đà Nẵng, Huế, Hội An rồi ra ngoài miền Bắc như Hà Nội.
đây có một gia đình đấy, đang đi dạo. Không biết là phía bên kia có cái gì mà có khá là đông người nhá, mình cùng qua bên đấy xem sao nhá. Giới trẻ khu vực này là hút được giới trẻ tới rất là đông. À đây có nhóm nhảy đây, xem mà. Hải nghe nói đó là Trần Nguyên Thành sẽ mở cửa tới 10 giờ đêm đúng không mọi người. Bây giờ mình sẽ đi dọc phía bên trong này, quay cho mọi người xem thiếu xíu trong Trần Nguyên Thành. Đây thì giờ này các sạp chợ Bến Thành cũng đóng cửa mọi người, 8:30. Đây nhé, anh Hải thấy là quanh khu vực Bến Thành này có vẻ là tấp nập hơn so với ngày hôm qua rất là nhiều. Các gian hàng đã mở cửa trở lại đây.
Hai thấy là các sạp hàng đã mở trở lại nha mọi người, có một tín hiệu rất đáng mừng, không phải đóng cửa nữa. Xong cái kỳ nghỉ mát người ta đã về và làm lại. Ôi trời, cái chỗ này thì hôm trước là về đêm rất là nhộn nhịp, nhưng đến bây giờ thì có vẻ là đã đi vào trong hết rồi. Bên đường có quán Balada hình như có vẻ đóng cửa rồi hay sao không? Bên này này có cái phòng trà không tên mọi người, có rất là nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như là Đàm Vĩnh Hưng, rồi Xuân Nghị, Kim Hải, Lệ Quyên, Quang Hà hay hát tại cái chỗ này lắm mọi người nha. Hôm trước thì Đàm Vĩnh Hưng có hát và kêu gọi ủng hộ cho những nghệ sĩ già neo đơn đó. Hôm vừa có hát cái đây khoảng nửa tháng rồi, hát tại phòng trà này mọi người này, kêu gọi ủng hộ của nghệ sĩ. Góc này thì mới vừa làm xong, góc này rất là đẹp, nhưng mà có vẻ là đêm thì đóng cửa hay sao á. Ở đây đang còn mở cửa này, như vậy đó là đông rồi. Anh thấy như đi uống nước mà toàn đại gia đi rửa 63 này, đi mệt không à, ghê thật đấy. Góc view này uống ăn uống có khi thấy ở Việt Nam mình sướng thật đấy. Nó đi uống trà sữa mà đi rửa 63 là đi mệt không. Ở bên này thì có cái không gian này mặt bằng mọi người vẫn chưa có người thuê, nhưng ngày trước là vẫn đi ra, đến bây giờ vẫn đang còn im ỉm quá. Tôi đến đây Hải cũng xin phép được dừng video clip ở đây nhá. Xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều đã theo dõi đến cuối video, và hẹn tất cả mọi người ở một video clip tiếp theo về những hành trình đi bộ cùng với Hải nhé.